ព្រះបាទសូរ្យវរ្ម័នទី1កាលណាយើងនឹកដល់ព្រះមហាក្សត្រខ្មែរដែលល្បីល្បាញកាលពីសម័យបុរាណគេប្រកាសជានឹកឃើញមុនគេដល់ព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី7សូមមួយពាន់មួយរយ88មួយពាន់ពីររយម្បីគឺគេដឹងថាទ្រង់បានរំដោះប្រទេសជាតិចេញពីការឈ្លានពានរបស់ចម្ប៉ានិងបានកសាងនៅសម្បត្តិផលជាច្រើនជាពិសេសគឺប្រាង្គប្រាសាទដែលឧទ្ទិសដល់ព្រះពុទ្ធសាសនាមហាយានដ៏ច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់ពីពេញដែនដីកម្ពុជាសព្វថ្ងៃប៉
dương nâng khơi bè mô hạc sát mùi ông đại kê cực thà, trông có chi bè mô hạc sát chnám, stơ lơ bì bè bạc chê vô màn tì bàm bì có ai thà bàn bục. Rú xâm mật tập hò đại sang khăn rì kèo bọt trông sắp ngay miên nơ rì bài biếc bên tây bà tây Campuchia bạch chế bón, hai nơ bần đà bà tây chất kháng dương miên xìm lưu đại mùi này chi ạ đất đàn đầy khmai ca bì bổ ráng, có miên nơ xê xo xâm nông bà sát khăn rì trông chân kra kra nạ đại nú cư bè bạc xô ở vầm mạng tì mê trong đằng thà, ta sao ta, tư tư can hiểu bài. Sna bè hạt trung miên lẹ khả nạ ọ cha giang nà nú, xôm an ạ tập bọt kháng kraom chia bằng tọp, nâng côn nâu rụp hiệp nây pra sát đại chi sna bè hạt trung mưu chùm nôn đại khi nhóm ban chay rùm lệ chùn. Bằng tọp bì bè bạt chay vờ màn tì pram, xoay tì vùng phê bè chôn xe sập vô xa chiêng bè bạt tù tây tức vờ màn tì mùi ban láng xoay riết bằng tò nực, xo mùi con mùi bè ong tê chì khmùm hay xe bè bạt chay vờ màn tì pram trung láng xoay riết cùng miên ở vấy chi xa mất tì phò chân lại, bất bè ong xoay riết ban tài mùi chnám có xoay tì vùng phê nực. Sọc chnám mùi bọn bì mùi lò hói sức nông ca sông riêng bằng tò bất chì miên ca tò và hơi bằng chọc tư vinh đòi ca bằng ca xong tê vùng thamay mùi tiệt. Thiếp xe mà san ban cho thoi khlang nở đàm sọt vũ, tì đọc mới chập bì bê đại bè bạc chê vi rù vừa mạnh làng cồng rịch nơi chnám mùi quán bì kê bùng đăng thà bè ông miên xài sở lại khẳng nà tê. Hai cô mình đăng thà trung miên sức sọc chbap khnông ca sông rịch xâm bạc rì giang nà tê. Tại bè ông trời kê cầm chặt chênh bì ông cô nơi chnám mùi quán pram mùi xê la cha rắc khnông rịch bè ông khơi miên chân lọt chnám mùi quán bây đo mùi quán pram mùi nơi đồng bọn ông cô, nâng nơi đồng bọn xên tiên ở khnông khai cầm phung thông bắt đồng bóng xìm riếp khnông bê mũ miên sát mùi ông, à ná cốt bè bát xô ở rồm anh tì mùi. Chúng tôi mình từ tôi qua rịch ở bó trung hơi bó cát phơ xong kiêm đần đàm rịch xâm bắt ở rịa bê chân chnám. Về chí ca rồi bọc bè bạc chê vì rồi vô mạng bàn bình chọc đòi ca chí băng bình đam riêng bì xâm nạc bè bạc xô ở vô mạng tì mùi nhẹ sao chí riêng mình bàn đâm chí băng lúa, ông bì riêng rồi bọc bè bạc chê vì rồi vô mạng nụ tê tuần. Tại kê yô thà bà hai chê nơi chân lọc chnám mùi quán pram mùi, mùi quán đọc bè ông bàn bắt bì chạng nhiều bài, hai bè bạc xô ở vô mạng tì mùi bàn láng xoay riêng bình to nơi đồng bọn ông cổ. Lô cốt khờ rì chì nẹ bồn tất tư bà ráng nâng lô cốt khờ bình dô tha bè bát xô ở rồi màn tì mùi chì sạch chẩm băng việt tì tực đầy mùi ong dương mộc bì ục thuyết mà lời dì bú lô tàng tì bán sắc xa xì la cha rắc nông rịch bè ong khơi nguyên cô mới nghe bè ong thà, công phấn bè bìa mà lời dì tuôn bài thà, lô mù chá. Rồi một tập lục khớt bàn đăng thà biệt cầm vốn chi biệt khám ai bổ rán đã chong nì dây ông bì ca bằng to tì dịch kháng srei tàun. Vốn tư nâng biệt khám ai tùm nộp thà đồn. Rồi một lục Michael Vickery bàn sắc xa bằng thàm lơ sơ la cha rắc chi chan khnông rịch bè bát xô vừa mà. Tìm mùi hai bàn sân nâng liên thầm mây thà bè ông tùm nông chi mà nốt nơ khnông cú xa đò miên ông nạch mùi. Đại miên bộ vật chá chiên cú xa đại tớp tài chấp sở ca một hiệp bì riêng stách chê vờ màn tì bì, mùi rối xam sập ra mùi. Hai bè ông tùm nông miên sọc cầm nát nơi kháng tà bông ngư san đầm bòn ông cô, cờ chết tà bông khmông cầm bông thông cầm bông chăm. Sở la cha rắc nông riêng bè bát xô ở màn tì mùi chấp đam đầm bông nơi cơm bà xa tàu bông rùm miếng khát cầm bông thông, mùi rối ha sập bấy ở nơi cờ chê, mùi rối mập bầy bàm, nơi chì kreng, cờ bôn rối học sập bàm bấy, nâng miên nơi cầm bông chăm. Bài sập răng buôn nâng khơi mùi rối học sập mùi chân lọc, chán mùi con mùi đo mùi con bầy. Rê chì ca bè bạc xô vô rô màn tì mùi chập đam chì mùi sông kiếm xì vơ mùi nơ đàm sầu. Tì đọc mùi đòi bè ông tùa chì mùi nâng sạch chê vi rô vô màn bò hai khnông bê đai bè bạc tù tì, tức vô màn tì mùi sông rịch bần to bì bè bạc chê vô rô màn tì pram khnông chán mùi con mùi đồ chân nét sông kiếm đầm bông bò hai cát lang rô viên bạc bụ bê krom. Cư khang bè bạc tù tì tức vô màn tì mùi, chì mùi nâng nẹ đập ngom cư xa mừng tê bì krom khuyên bình chi rì nghiêm sân tê vông cho bà lò tê. Tiếng bè bạc xô ở vô màn nâng bè bạc chê vi rô vô màn, hai bò hai sạch tiếng bì ông nơ krao rì chung sạch sông khăn bì rì bè bạc chê vô màn tì bì đò.
Chơi vừa màn tì pram nơi cõi chân nam mùi quán pram mùi bè bát xô vừa màn tì mùi cung nơi rì thị mì ổng cô hai khăn chân nam mùi quán đọc mùi, nơi bê đại bè ổng bàn chân nè sông kiếm chì sà bô trung bàn cha sở là cha rực giang vên đà nì dây bì bịa xâm bọt rô bò mừng trái tam khát chơi rực nơi bà sát thị mì hạ ká, nâng bà sát khen bì rôi cao sập bì, bùn rôi học sập pram mùi, bùn rôi học sập pram bì, khu pram rôi ha sập mùi. 650 บ้านนิยายเรียบรอบอัมปีอำนาจรบอตรงจำในในขนมศิลาจารึกสมบัติมีนิยายอัมปีมันเตรียมมือจำนวนได้มีเนื้อทาประตานหมกปีสลบเนื้อประมาณหรือว่ามันใช้ประมาณข้างเชิงอายุชีริทินิไทยสมัยกลอยองโกลูกวิกฤตบ้านศึกษาศิลาจารึกจิจราเนื้อสมัยมุนองโกนึงองโกบ้านมันเจ้าทากาปุงริกวิสาเพียบตึกได้รบอตรงตะกันดับบอนเรียบรอบข้างเลยนี้ปุ่มแมนมีเนื้อทาขมายยืนเตจ เลียนเปียนตึกใดจนเจียไทยเตโปคือดับบอนนุเจียดับบอนได้จนเจียขมายในสมัยนู้นรู้เนยอยู่นาหมกหอยได้เกโรคืนทาขมายยืนรู้เนยตีนุจับปิสอุกตีปรามปีขนมวิชกาแปรบาทซานมันตีมวยหมกเลยให้ศิลาจารึกมวยเนยอุกตีปรามปีก็บ้านเป็นเจ้าทาบุตรราชบ้องหรือบอกแปรบาทซานว่ามันตีมวยชมูทาสิวตึกจีเนตดักนอม ឬជាចៅវាយខេតនៅទីនោះផងដែរពូគឺការពង្រីកទឹកដីនេះជាទំនោរមួយប្រកបដោយសន្តិភាពព្រោះប្រជាជនដែលរស់នៅទីនោះគឺសុទ្ធសឹងតែជាខ្មែរគេមិនដឹងថាព្រះបតានិងព្រះមេតារបស់ព្រះបាទសូអវិមានទី1មានព្រះនាមអ្វីនោះឡើយចំណែកព្រះអគមហេសីរបស់ទ្រង់មានព្រះនាមថាវិរុខុងស៊ីជប់ព្រះញាតវងព្រះមហេសីព្រះបាទទៃសាវមានទី1ព្រះរាជគរុឈ្មោះយូគីស្វបណ្ឌិតនិងកូវីស្វបណ្ឌិត ជាទីប្រឹក្សាព្រះមហាក្សត្រហើយព្រះរាជបុរោហិតឈ្មោះសើចាកិត្តិនិបណ្ឌិតនិងស្ទេសូជានិបណ្ឌិតត្រូវជាក្មួយសើចាព្រះហៅទៅឈ្មោះសង្កមន្ត្រីសំខាន់ផ្សេងទៀតឈ្មោះសើវន្ទុក្សត្រីនៅទូបលោកត្រូវជាចៅសើចាព្រះបាទសូវរម័នទី1សោយទីវង្គតនៅសមួយពាន់សែសិបប្រាំបួនដោយមានព្រះបរណនាមថាបងនៅវិនបតតាមរយៈពាក្យថាឌីវៀន បានធ្វើឲ្យអ្នកស្រាវជ្រាវមួយចំនួនយល់ថាមរណនាមនេះមានលក្ខណៈជាមរណនាមតាមបែបព្រះពុទ្ធសាសនាតែក្រោយមកគេក៏បានយល់ថាព្រះនាមនេះក៏ស្ថិតនៅក្នុងព្រហ្មញ្ញសាសនាទៅវិញឥឡូវយើងមកអានអំពីស្នាព្រះទ្រង់វិញម្ដងថាតើមានភាពអស្ចារ្យខ្លាំងប៉ុណ្ណានៅតំបន់អង្គរទ្រង់បានកសាងបារាយណ៍មួយធំជាងគេបង្អស់ 8 ខ្ទីចិត្តពីកុំគឺបារាយទឹកថ្លាឬបារាយខាងលិចឬសូអតបារាយនេះសង់រាជរស់នៅក្នុងរាជព្រះបាទឧទ័យទឹកវរ្ម័នទី2ក្នុងគោបំណងវាត្រៀតអំណាចដល់គ្រប់ទីកន្លែងព្រះអង្គបានកសាងប្រាសាទជាច្រើននៅតំបន់ឆ្ងាយពីរាជធានីព្រះអង្គបានកសាងសូលឹងសម្រាប់លឹកទេរាជនិងតំណាងរាជរបស់ព្រះអង្គដោយមានព្រះនាមដូចគ្នាថាសូអូមេស្វរយកទៅតម្កល់នៅទីតាំងផ្សេងគ្នាគេដឹងថាសូលឹងដឹក ក្នុងចំណោមសូវលឹងទាំងបួនតម្កល់នៅប្រាសាទភ្នំជីសូសូអត្រប្រាសាទវត្តបាសែតស្រីជេកសែតនិងសូវលឹងទី3តម្កល់នៅប្រាសាតវត្តឯភ្នំមឿនក្រៀមហើយចំពោះសូវលឹងទី4វិញមកទល់ពេលនេះគេនៅពុំទាន់ដឹងច្បាស់ថាត្រូវបានយកទៅតម្កល់នៅប្រាសាទណានៅឡើយទេតែគេសង្ស័យថាប្រហែលជាអាចតម្កល់នៅប្រាសាតព្រះវិហារស្រីសិខារេស្វរ ព្រះសិលាចារឹកក្បីរយ80បានរៀបរាប់តាក់ទងនឹងការកសាងលឹងស្រីសូអូមេស្វរសិល្បៈនៅក្នុងរជ្ជកាលរបស់ទ្រង់គេបានចាត់ចូលក្នុងសិល្បៈអន្តរការរវាងរចនាបថឃ្លាំងនិងរចនាបថភូននៅក្នុងសម័យកាលនោះគេនិយមសាងសង់ប្រាសាទអំពីថ្មភក់និងប្រាសាទធ្វើពីឥដ្ឋក៏នៅតែបន្តមានលក្ខណៈស្ថាបត្យកម្មនៅក្នុងរាជរបស់ទ្រង់មានដូចតទៅប្រាសាទមានខឿនច្រើនថ្នាក់និងមានប្រាង្គនៅខាងលើមានថែវនៅព័ទ្ធជុំវិញ ថែមានដំបូលធ្វើអំពីថ្មប្រាង្គមានប្លង់បាទរាងកាកបាទនិងមានទ្វារចេញចូលនៅគ្រប់ទិសទាំងបួនប្រាសាទសំខាន់ក្នុងរាជរបស់ទ្រង់មានដូចជាប្រាសាទឃ្លាំងខាងជើងឃ្លាំងខាងត្បូងតាកែវពីមានអាកាសខ្លងទ្វាររាជវាំងខេត្តតសិមរៀបផ្នែកខ្លះនៃប្រាសាទតាកែវសិមរៀបរបងមាសកំពង់ធំផ្នែកខ្លះនៃប្រាសាទព្រះវិហារព្រះវិហារផ្នែកខ្លះនៃប្រាសាទបាកានព្រះវិហារផ្នែកខ្លះនៃប្រាសាទវត្តភូឡាវប្រាសាទភ្នំជីសូតាកែវចៅស្រីវិ
Công phung thông, nương tam, xiêm sân, vật bà xét, ai khnum, bắt đồng bóng, bần tì xây, đồng đai xiêm riệp, nương chương prê được nương thông, công phung chàm hờ.